Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại chợ thành phố Hà Giang. Ngày hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2024 gửi đến quý các bạn một số hình ảnh về cung đường tại thành phố Hà Giang. Và ngày hôm nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến quý các bạn một số hình ảnh tại khu vực chợ Hà Giang và một cung đường rất là đẹp. Trải nghiệm cung đường này thì quý các bạn chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bên là núi và một bên là sông. Đường chỗ này là đường Trần Phú thuộc thành phố Hà Giang. Đi thẳng một đoạn thì chúng ta sẽ đến cột mốc số 0. Cung đường cột mốc số 0 này nằm trên đường Nguyễn Trãi. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai Quê Tôi sẽ di chuyển vào đường Trần Hưng Đạo. Cầu này là cầu Yên Biên, cầu cũng rất là lâu đời. Ở đây có khách sạn Yên Biên, khách sạn 4 sao. Phía bên tay trái màn hình quý các bạn, ngay chỗ cái cầu đó chúng ta rẽ tay trái khoảng một đoạn là chúng ta đến được cột mốc số 0 tại thành phố Hà Giang. Đấy, quý vị thấy là khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Đây là cung đường, một bên là núi, một bên là sông. Đường này cũng tập trung rất là nhiều nhà hàng, quán ăn. Thời tiết tại Hà Giang thì ngày hôm nay trời âm u và trời cũng rất là mát quý vị, nhiệt độ bên ngoài khoảng 24 độ C. Đây có các cái nhà hàng này quý vị nè. Nhà hàng Niêu rồi lẩu bò. Rồi nhà hàng Sơn Thúy. Khu này tập trung rất là nhiều quán ăn. Ở Đồng Nai chúng ta thì có đường 5 nối dài. Cung đường này nó nối liền giữa hai đường, đường Nguyễn Trãi và khu vực vừa rồi là phường Trần Phú, còn khu chỗ này là phường Quang Trung. Ở trung tâm thành phố thì có một quán cà phê cũng rất là đẹp quý vị, đó là quán cà phê Núi Cấm thuộc thành phố Hà Giang. Lên quán cà phê này thì các bạn chúng ta sẽ quan sát được hết toàn cảnh thành phố Hà Giang. Đường này mà quý các bạn về Quảng Bạ thì mất khoảng 45 cây số nữa. Từ đây về Đồng Văn là 143 cây. Mùa này thì những cây hoa đặc trưng mà vùng Điện Biên có đó là hoa ban đã hết rồi. Đây có nguyên dọc hai bên là những cây hoa ban này. Ban trắng thì nở hết rồi quý vị. Còn những cái cây ban đỏ thôi, đây là hoa ban này. Không biết quý vị các bạn ở Đồng Nai có từng thấy hoa ban bao giờ chưa? Nhìn rất giống những cái hoa tím bằng lăng. Zoom sát cho quý vị xem này.
Đây, dọc cung đường này họ trồng những cây hoa ban màu đỏ, màu hồng. Tiếp tục thì kênh đồng nai của tôi sẽ di chuyển. Từ cung đường này thì chúng ta sẽ bắt gặp hai bên là những cây hoa ban, và một bên là núi và một bên là sông. Đường này cũng là một cung đường rất là đẹp dành cho các phượt thủ. Khoảng 2 tuần trước mà quý các bạn đi Điện Biên thì chúng ta sẽ chụp hình với những cây hoa ban rất là đẹp. Tuy nhiên là năm nay á, thì Điện Biên những cây hoa ban nở đều hết thì ít. Thì có một số điểm thì có những cây hoa ban rụng hết lá và nở trắng rất là đẹp. Đường đi rất là yên bình ha quý vị. Ở đây có một cây nó nở đẹp chưa nè. Cây hoa ban này nở đẹp nè quý vị. Phải rụng hết lá nhìn nó mới đẹp. Thời tiết ở đây rất trong lành ha quý vị. Đi trải nghiệm dọc cung đường này thì chúng ta sẽ cảm nhận được một không gian trong lành, rất thiên nhiên. Đây, cái hoa ban nó nằm sát ở đây luôn nè quý vị. Núi ở đây rất là cao. Ở Đồng Nai thì có núi Chứa Chan cao cũng gần 500m quý vị. Nhớ không lầm là khoảng hơn 500m hay sao quý vị. Đây, đi cung đường này chúng ta sẽ bắt gặp những cái suối như thế này nè. Đó, từ trong vách núi chảy ra. Đây, hoa ban trắng đây quý vị. Cái nụ của nó nhìn cũng hay nè quý vị nè. Nụ đây. Dọc theo cung đường này khoảng hơn 200m, chúng ta sẽ bắt gặp những dòng nước chảy từ trong vách đá ra.
Đây là quý vị, ở đây có một cái dòng nước nó chảy từ trong vách đá ra rất là đẹp này. Đây quý vị thấy này, có một số bạn là đến để chụp hình. Đi vào mùa mưa thì cái những cái vách đá này nước chảy nhiều hơn. Và dọc cung đường này thì có rất nhiều những cái vách đá chảy nước ra như vậy rồi quý vị. Và đi dọc cung đường này thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái thác đá chảy như cái thác vừa rồi. Đây là quý vị nhìn nè, nhìn rất là hay. Sau khi nó chảy xong thì nó sẽ có một cái đường dẫn nước này, và có những cái ống dẫn nước nhỏ người dân họ làm để dẫn nước về này. Và mùa mưa nước có chảy rỉ ra tới ngoài đường này luôn nè quý vị. Đứng đây thì mình có thể thấy được đường phía bên kia là đường Phùng Hưng. Một cung đường quá đẹp quý vị, quá yên bình. Đây quý vị nhìn những cái ngọn núi tại Hà Giang này rất là cao. Mùa này thì bông gạo tại Hà Giang cũng vào cuối mùa rồi. Đây có một cây bông gạo rất là lớn nè. Cây này mà nở thì rất là đẹp ha quý vị. Quý vị thấy cái bông gạo nè. Còn sót lại đúng một bông ở góc ở trên kia thôi.
Nước sông ở đây rất là trong. Dọc cung đường chỗ này có một số cây rất là giống những cây lá phong màu đỏ. Cung đường Nguyễn Văn Linh này là một trong những tuyến đường đẹp nhất tại thành phố Hà Giang. Đây có một cây hoa ban trắng nè. Dưới này cũng có vài cây nè quý vị nè. Thời tiết mát lạnh rồi không khí yên bình, thiên nhiên thì rất là đẹp. Vào giấc buổi sáng mà ngày nào có mưa thì khi mà chúng ta đến giấc chiều thì mây mù rất là nhiều. Khu này thì không nhiều bằng ở trên Quảng Bạ. Ở đây có nhà thờ Công giáo, nhà thờ Thánh Tâm nha quý vị. Nhà thờ nằm sau núi rất là đẹp. Đây khu chỗ này quý vị nhìn bên tay trái này rất hùng vĩ. Từ đây về Quảng Bạ là khoảng 41 cây. Đi ra quốc lộ 34 là khoảng 1 cây. Ơi, núi đẹp chưa quý vị nè. Chỗ này có cây ban trắng nó nở trắng xóa luôn. Cái này nở cũng được nhiều rồi quý vị này. Bên đây là ngọn núi rất là lớn.
Mùa này cũng là mùa của những cây hoa xoan. Đây có một quán cà phê cũng rất là đẹp này. Quán cà phê Chan. Ngồi đây ngắm view bao đẹp. Cái này chiêu chưa? Đây là dòng sông Biên này quý vị. Phía dưới đây là có cái thủy điện sông Biên 3 hay sao ạ? Phía dưới hình như có nhà máy thủy điện. Nhìn giống bức tranh thủy mạc kia nè quý vị nè. Núi cao chót vót. Tôi gửi đến quý các bạn một cung đường rất là đẹp tại thành phố Hà Giang, một bên là núi và một bên là sông.
Đến đây kênh Đồng Nai của tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.